Hello mọi người, tụi mình lại quay lại rồi đây, cùng xem mình mang đến bộ phim nào ngày hôm nay nhé. Có ai ở đây thích con nít không ạ? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng chúng liệu có phải thật sự từ bố và mẹ sinh ra hay không? Ai chứ tôi là hay có mấy suy nghĩ xàm xí vậy đó. Bộ phim Nhóc Trùm này đây sẽ mở ra cho mọi người một khái niệm mới về các em bé. Cùng bắt đầu thôi nào. Cậu bé trước màn hình đây tên là Tim, là đứa con một trong gia đình. Nên được bố và mẹ cưng như trứng hứng như hoa, là con trai cưng của mẹ. Tim lớn lên với đầy đủ sự yêu thương, bảo bọc từ gia đình. Mỗi buổi tối như thường lệ, cậu đều được bố kể cho những mẫu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Dậy thì có mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, đời tưởng chừng đẹp như là mơ của cậu ấm Tim. Nhưng bỗng một ngày bố mẹ hỏi cậu về việc có thêm em bé. Bố mẹ muốn vui nhà vui cửa ấy mà, vốn dĩ trong từ điển của Tim vẫn chưa định nghĩa được em trai hay em gái là gì, nên cứ thế mà đồng ý. Đến buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng hôm đấy chính là một trang mới trong cuộc sống của Tim, một chiếc xe taxi đậu ngay trước nhà Tim. Định mệnh đời Tim chắc chắn trên chiếc xe đấy rồi, từ trên xe bước xuống là một em bé với hai cái má bánh bao và mái tóc lưa thưa vàng. Nhưng đặc biệt là nó mặc vest với mang cặp táp, trông tổng tài quý phái vãi luôn. Nhóc Trùm vừa đặt chân tới cửa là đã được bố mẹ ẵm lên, Tim vẫn chưa hiểu được thằng nhóc kia thật sự là ai. Bố nói rằng thằng nhóc láu cá này là em trai của Tim, từng lời nói chậm rãi mà cứ như ngàn con dao cứa vào trái tim của Tim. Em trai là gì? Tại sao mình lại có em trai chứ? Những suy nghĩ cứ thế mà xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng cái đáng để tâm nhất ở đây là không ai nhận ra sự kỳ lạ của đứa bé này sao? Khuôn mặt rất láo nháo còn thêm bộ đồ kỳ hoặc kia nữa. Quả thật chẳng giống một em bé tí nào. Chưa kịp để Tim suy nghĩ thêm điều gì, Nhóc Trùm lập tức dùng tuyệt chiêu của mọi em bé. Hòa khóc nức nở, bố mẹ nghe thấy thế liền lập tức lấy sữa cho Nhóc Trùm uống, không khí nháo nhào hết cả lên. Tiếng khóc của em bé như nút báo khẩn cấp của bố mẹ vậy. Từ khoảnh khắc đó, Tim nhận ra rằng căn nhà này sẽ sớm bị đứa bé kia thao túng, Tim sẽ mất đi vị trí độc tôn của mình. Sự thật đúng là vậy. Từ ngày tên Nhóc Trùm kia xuất hiện, mọi sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ dường như đều đổ dồn về nó, những món đồ chơi hay những câu chuyện trước khi ngủ. Tim đều không nhận được nữa, các đồ vật cho em bé từng ngày đầy thêm, chật kín hết cả căn nhà. Đâu đâu cũng là tên em bé kia, sự tủi thân của Tim ngày một cũng tăng lên, đến ngày kia. Vì quá bức bối không ngủ được, Tim ra phòng khách để kiếm bố mẹ. Cảnh tượng trước mặt cậu là cảnh tượng đó giờ cậu chẳng bao giờ thấy. Bố mẹ nằm ngủ sổng xoài trên ghế sofa, xung quanh thì nào là đồ chơi, nào là bình sữa. Mọi thứ ngổn ngang, rối tung lên hết cả, trông như trong nhà cậu vừa xảy ra một cuộc chiến vậy. Lúc này chính là lúc thích hợp nhất để hành động, tiêu diệt kẻ địch em bé. Tim lấy ngay cây súng banh mà từ từ tiến đến căn phòng của kẻ địch, từng bước rất thận trọng. Đây chính là trận chiến sống còn của Tim. Trận chiến quyết định vị thế trong gia đình, mở cánh cửa xông vào phòng, một cảnh tượng còn kinh khủng hơn cảnh tượng chiến trường lúc nãy. Tim phát hiện ra Nhóc Trùm đang gọi điện thoại với ai đó. Đúng vậy, một đứa bé biết sử dụng điện thoại. Đó là điều thật sự quá vô lý, không cách gì giải thích được chuyện này, đến nước này rồi. Nhóc Trùm đành tiết lộ thân phận đặc biệt của mình. Nhóc Trùm chính là một nhân viên của Baby Company, nơi đây là nơi những em bé được sản xuất theo lô. Và mục đích nó đến đây là để chiếm đoạt sự quan tâm của bố mẹ dành cho Tim. Cả hai có một cuộc trò chuyện vô cùng là loi nhoi. Túm lại vấn đề là Tim thật sự sẽ mất đi tình yêu thương từ cha và mẹ. Người làm ra việc đó là Nhóc Trùm, do chuyện xui rủi hôm nay. Thân phận thật của Nhóc Trùm cũng bị tiết lộ, nên Nhóc Trùm cũng không giấu giếm gì với Tim nữa. Ngay hôm sau, nó liền mở meeting ngay tại nhà. Lúc bố mẹ vắng nhà đi làm, Nhóc Trùm liền triệu tập các anh em nhóc khác đến để họp một cuộc họp quan trọng. Họ chia sẻ những thông tin mà bản thân thu thập được khi làm em bé trong các gia đình. Các tình báo về một công ty cún con với tốc độ phát triển tăng vọt, dần chiếm vị trí quan trọng với các bậc phụ huynh. Việc này đang là mối đe dọa rất lớn với công ty Baby. Việc cấp bách nhất lúc này là lên kế hoạch đối phó với công ty cún cưng. Không khí cuộc họp căng thẳng cùng cực. Lúc này phía xa xa, liền nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Cậu kiếm cách để thu âm cuộc nói chuyện của mấy đứa nhóc kỳ lạ kia. Đợi tới khi bố mẹ tan làm về sẽ đưa bố mẹ xem, chứng minh được rằng tên nhóc đáng ghét kia không chỉ là một em bé bình thường, nhưng người tính đâu bằng Nhóc Trùm tính. Mọi kế hoạch của Tim đã bị phát hiện trước khi cậu kịp đưa cuốn băng đó cho người lớn. Cuộc đua giữa Tim và đám em bé bắt đầu. 1 phút 30 giây giây để xóa đi số nợ bắt đầu, Tim cầm cuộn băng ghi âm chạy hùng hục, sau lưng là mấy đứa nhóc đang điều khiển xe đồ chơi dí theo. Không ai chịu thua ai, nhưng sức của bọn trẻ em thì sẽ hơi thua thiệt một xíu rồi, sau một lúc đuổi bắt như thế. Nhóc Trùm xui xẻo lại lọt vào tay của Tim, cậu quyết định đích thân trừng phạt nó trước khi bố mẹ về, rồi khi bố mẹ về cậu sẽ lật tẩy mọi chuyện về tên nhóc này. Nói là làm, cậu thảy Nhóc Trùm vào chiếc ná khổng lồ và chuẩn bị bắn nó cút khỏi nhà, vừa lúc đó thì bố mẹ đi làm về. Thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng can ngăn, chạy vào ôm lấy Nhóc Trùm ngay, xui hơn nữa là cuộn băng ghi âm. Do xô đẩy với Nhóc Trùm mà cậu không cầm vững, rơi ra ngoài và bị xe hơi cán nát, vậy là vừa không có bằng chứng vừa bị hiểu nhầm là có ý đồ xấu với em trai. Tim hết đường chối cãi với bố mẹ, hai người muốn Tim suy nghĩ về những hành động của bản thân, đã tuyên án giám lỏng Tim trong căn phòng của cậu. Từng ngày trôi qua để chiêm nghiệm lại với Tim chẳng khác gì ngồi tù, Tim như rơi vào trầm tư. Ngày nào cũng overthinking đến mức sắp trầm cảm,
Nhóc trùm đứng bên ngoài thấy thế, không nỡ để người anh trai này của mình bị thế, liền chủ động đến bắt chuyện với Tim, kể cho cậu nghe về những kế hoạch ấp ủ. Lần này, nhóc trùm quyết định tiết lộ rõ hơn nữa về thân phận của mình. Em bé này là nhân viên cấp trung của công ty Baby, một công ty chuyên sản xuất em bé và phân phát trên toàn thế giới. Những đứa trẻ được sản xuất hàng loạt, được kiểm tra về giới tính và đặc điểm tính cách. Những đứa trẻ ngoan, dễ dàng chấp nhận các quy trình tắm rửa, dễ dàng cười khi bị thọc lách sẽ được chuyển đến làm con của các gia đình. Những đứa trẻ thông minh, tò mò, không cười khi bị cù, sẽ trở thành nhân viên văn phòng của Boss Company và được gọi là nhóc trùm. Toàn bộ cơ chế này được vận hành tự động và được quản trị bởi một hội đồng nhóc trùm cao cấp. Những nhóc trùm sẽ được uống một dung dịch sữa để không lớn, mãi mãi là trẻ con, và điều quan trọng là nhóc trùm đến ở nhà Tim chỉ để tìm cách thực hiện nhiệm vụ. Nếu hoàn thành thì sẽ trở về công ty và được thăng chức, chẳng cần phải ở đây giành giật bố mẹ với Tim làm gì. Thấy Tim vẫn chưa tin lắm, nhóc trùm lấy ra một cái núm vú và kêu Tim ngậm đi, cả hai cùng thực hiện nghi thức gì đó. Trong nháy mắt cả hai đã xuất hiện ở Baby Company. Tim được tận mắt chứng kiến về những điều kỳ lạ kia, nhóc trùm dẫn Tim đến trụ sở chính để xem một biểu đồ. Biểu đồ cho biết rằng sự yêu thương của bậc phụ huynh đang dần chuyển sang thú cưng. Các em bé đang dần mất đi vị thế vốn có. Vậy mấu chốt ở đây là phải làm tan rã được công ty cún con để các em bé được yêu thương lại như trước. Tim nghe thế mà cũng vô cùng phấn khích. Tiếp đến nhóc trùm dẫn Tim đi tham quan dãy hành lang với đầy những bức ảnh. Những em bé trên ảnh chính là những vị chủ tịch cũ của Baby Company. Nhóc trùm dừng lại ở bức ảnh của một em bé với hai má phính, đầu một chỏm vàng, kể với một giọng vô cùng kính trọng. Đây chính là tấm gương mà nhóc trùm luôn muốn noi theo, sau này quyết tâm sẽ trở thành người như vị trên hình đây. Nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ về công ty cún con, không những không được thăng chức mà còn bị sa thải, ước mơ kia sẽ ngày càng xa tầm với. Nhóc trùm thật sự rất cần sự hỗ trợ của Tim trong nhiệm vụ lần này. Lúc này cái mặt láo nháo lúc bình thường của nhóc trùm liền chuyển sang chế độ nũng nịu, nhìn thấy cưng. Cưng vô lây, thấy lời đề nghị cũng không có gì để từ chối nên Tim cũng chấp nhận, cả hai cùng nhau diễn bộ phim tình anh em trước mặt bố mẹ. Vậy là căn bản đã giúp Tim gỡ bỏ sát lệnh kia, vì thấy hai anh em đã hòa thuận, đúng theo như kế hoạch của Tim và nhóc trùm. Bố mẹ liền tổ chức cả gia đình đi chơi, và địa điểm như đã được sắp đặt trước, đó là nơi diễn ra triển lãm trưng bày sản phẩm từ công ty cún cưng. Hai anh em phối hợp ăn ý, cùng thành công đột nhập vào sâu bên trong căn cứ của công ty, đến một căn phòng bí ẩn. Phía trước dán biển cảnh báo nữa chứ, vừa mở cửa ra thì một tệp tin mật được đặt ngay trước mắt. Mỡ dâng miệng mèo, cả hai liền chộp lấy, đời mà, đâu có gì dễ dàng đến thế. Đó là một cái bẫy từ bên công ty cún cưng, chỗ mà hai người đứng lập tức lùn xuống. Bên dưới là một tên cún khổng lồ chỉ chờ có vậy rồi nhốt hai người vào ghế, và trùm cuối cũng xuất hiện, vị chủ tịch của công ty cún cưng. Nhưng khoan đã, nhìn trông cứ quen quen thế nhỉ, quả nhiên đúng là như vậy. Ông ta chính là em bé má phính, idol của nhóc trùm, nhưng hình dạng bây giờ của ông ta lại là một người lớn. Quay về lúc trước một tí, lúc ông ta còn là chủ tịch của Baby Company thì bỗng có một ngày, loại sữa uống vào giúp không thành người lớn của ông ta đột nhiên bị gì đấy. Nên lúc uống vào ông không còn giữ được hình dạng em bé nữa mà từ từ thành người lớn. Chuyện đó thật sự rất nghiêm trọng nên ông bị đưa ra hội đồng xét xử. Kết quả cuối cùng là bị trục xuất khỏi công ty Baby. Ông ta vì thế mà mang oán hận ngút trời trong lòng, thề rằng khi xuống thế giới loài người, sẽ bằng mọi giá khiến Baby Company phải phá sản. Một mình ông ta sẽ thâu tóm thị trường của con người. Từ đó công ty cún con ra đời với mục đích chiếm thị trường của Baby Company. Nói dứt lời thì liền ra lệnh cho cún khổng lồ lục cặp táp của Tim, lấy ra bên trong bình sữa thần kỳ của nhóc trùm. Ông ta sẽ dùng công thức loại sữa đó để chế tạo nên thứ sữa cho cún, tăng độ dễ thương cho các chú cún từ công ty ông ta. Thành công lấy được công thức sữa, ông ta liền giao hai đứa trẻ cho bảo mẫu bự trông chừng. Còn bản thân ông ta đến Las Vegas mở cuộc họp báo, trưng bày loại cún cưng mới ra mắt, hai anh em không thể trừng mắt đứng nhìn. Tiến hành hàng loạt cuộc giao chiến với bảo mẫu bự, hết kế sách này đến kế sách khác, đến cuối cũng lấy được chiếc xe đạp mà cùng nhau tẩu thoát. Tuy vậy bảo mẫu bự vẫn đuổi theo ngay phía sau. Trên đường trốn thoát, nhóc trùm liền gọi cho các em bé đồng minh đến để chi viện cho mình và Tim. Cậu bé béo và ba em bé cùng rất nhiều anh em đồng minh khác, tất cả cùng nhau hợp sức để cản bảo mẫu bự lại. Để cho Tim và nhóc trùm trốn thoát, hai anh em vất vả lắm cuối cùng cũng lên được máy bay sau khi tới Las Vegas. Cùng với vài mưu mẹo, cả hai cuối cùng cũng đến được buổi họp báo triển lãm. Nhờ dùng loại sữa từ công ty Baby, ông ta đã điều chế ra được cún cưng mới. Ai nhìn vào lần đầu đều bị mê mẩn bởi sự đáng yêu, hay kể cả những bậc phụ huynh cũng sẵn sàng vứt đứa con để chạy đến giành giật chú cún kia. Tình hình đang rất nguy cấp rồi. Tim và nhóc trùm gấp rút tìm kiếm nhà máy sản xuất cún cưng, đột nhập vào để ngăn cản đợt hàng khủng khiếp này. Nhà máy đang hoạt động không ngừng. Những chú cún nhỏ siêu đáng yêu lần lượt xuất hiện, chúng được cho ở chung trong một chiếc phi thuyền bự tổ trưởng, nhưng đâu dễ dàng thế. Tên hậu vệ và ông chủ tịch liền đến và ngăn chặn âm mưu đó. Ông nhanh chóng bấm đồng hồ kích hoạt chế độ phóng cho tên lửa, hai bên nhào vô combat nhau túi bụi. Đoàn kết liễu xuất hiện khi nhóc trùm và Tim đẩy được ông chủ tịch vào bể sữa, chẳng mấy chốc mà ông ta biến trở lại thành đứa trẻ má phính.
Nhóc trùm nhân cơ hội đó mà mở cửa phi thuyền cho hàng đống cún con chạy ra bên ngoài, chiến thắng kế hoạch của công ty cún cưng, nhiệm vụ hoàn thành một cách mỹ mãn. Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, nhóc trùm trở về công ty như một người hùng, được mọi người tung hô chúc mừng và hiển nhiên được thăng chức, trở thành vị chủ tịch kế nhiệm của Baby Company. Vì thế nên những ký ức về nhóc trùm của gia đình Tim sẽ bị xóa sổ, như chưa từng có gì đã xảy ra trong thời gian qua. Mọi thứ trở về vòng tuần hoàn vốn có của nó, nhưng Tim được một đặc quyền là sẽ ghi nhớ được mọi thứ vài tháng sau khi đang làm việc. Nhóm trùm nhận được một bức thư, đó là bức thư từ Tim. Nội dung thư nói rằng cậu bé rất nhớ nhóc trùm, luôn mong nhóc trùm quay về chung sống cùng cậu và bố mẹ. Cậu sẽ không ngại chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ cho nhóc trùm nữa, như chỉ chờ có thế. Nhóc trùm phóng nhanh ra khỏi văn phòng, lập tức từ chức để có thể trở thành thành viên trong gia đình Tim, một cái kết không thể đẹp hơn. Phần 1 đến đây là hết rồi, mời các bạn đến với phần 2 ngay sau đây nhé! Bộ phim Nhóc trùm ra mắt năm 2017 đã tạo nên cơn sốt toàn cầu về câu chuyện của những em bé với trí tuệ người lớn. Kết thúc phần 1 của The Boss Baby, khán giả được chứng kiến cảnh hai anh em Tim và Ted đã trưởng thành. Tim có hai cô con gái và một trong hai đứa trẻ chính là một nhóc trùm thứ thiệt. Người hâm mộ không khỏi tò mò cho đại gia đình nhà Templeton, Tim sẽ ra sao khi phát hiện con gái mình chính là một nhóc trùm, hai cô bé nhà Templeton sẽ có những cuộc phiêu lưu kỳ thú gì? Liệu Ted trưởng thành làm gì với trí tuệ ưu việt của mình? Tất cả sẽ được trả lời trong Nhóc trùm 2, nối nghiệp gia đình được ra đời năm 2021. Trong phần này, Tim đã chọn cuộc sống giản dị bên cạnh vợ và con gái, trong khi Ted là giám đốc điều hành một quỹ đầu cơ nổi tiếng. Biến cố xảy ra khiến hai anh em trở nên thân thiết một lần nữa. Thời gian quả là thứ hài hước, khi còn nhỏ thì cảm giác ngày cứ dài lê thê. Nhưng theo năm tháng thì chúng đi nhanh như chớp vậy đó, nhanh đến nỗi trước khi chúng ta có thể nhận ra sự thay đổi của nó thì chúng ta đã lớn rồi. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi phần còn lại trong câu chuyện cuộc đời của Tim. Tim đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình với cô vợ xinh đẹp tên là Carol và hai cô công chúa là Tina và Tạ Bít Hà. Cô con gái lớn Tạ Bít Hà rất thông minh và có thành tích xuất sắc trong học tập. Mở đầu phim là phân đoạn cả nhà Tim cùng chơi trốn tìm. Không lâu sau đó là Tim đưa cả nhà lên chiếc xe hơi và lái đi như đang đua xe vậy. Lũ trẻ thích thú cười khúc khích. Hơn thế nữa anh còn có thể phụ vợ trong việc nấu nướng hay là chăm sóc sức khỏe cho bọn trẻ. Cuộc đời đúng là có thăng có trầm nhưng miễn là gia đình nhỏ của anh luôn vui vẻ là được. Lũ nhóc nhà Tim khá lanh lợi, thậm chí có lúc anh còn tưởng rằng chúng đang chừng mình thì đúng hơn là mình trông nom chúng. Tim vẫn giữ liên lạc với tụi bạn cũ, hầu hết những người bạn của anh đều hạnh phúc và có cuộc sống như mơ ước. Jimbo đã làm thị trưởng. Còn Ted, em trai của Tim thì trở thành ông chủ một tập đoàn lớn, cả ngày đều bận bịu công việc nhưng không quên gửi những món quà đắt tiền xàm xí cho Tim vào những dịp lễ. Điển hình là sinh nhật con gái Tim, Ted đã gửi quà sinh nhật là một con ngựa. Tóm lại là Tom có một cuộc đời tuyệt cú mèo, nhưng không lâu sau, khi con gái đầu lòng Tạ Bít Hà của anh vào lớp 2, cô bé không còn hào hứng với những trò đùa của cha nữa mà suốt ngày chỉ biết học và học. Nhìn con bé, Tim nghĩ bụng mỗi người chỉ có một lần làm con nít thôi, một khi đã lớn có muốn thì cũng không thể quay đầu được nữa. Con bé chăm chỉ tới nỗi trước khi đi ngủ còn lẩm bẩm học thuộc bảng tuần hoàn hóa học, ba vào đánh đàn hát chúc ngủ ngon thì con bé đòi nghe tiếng ồn trắng. Ôi như một bà cụ non vậy, bảo sao mà Tim không sốc cơ chứ. Thậm chí trước đây những câu chuyện chúc ngủ ngon mà con bé thích thú giờ nó chỉ cảm thấy thật là vô nghĩa. Chưa kể nó ca tụng ông chú Tết của nó còn hơn cha mình vậy, đi ngủ cũng không quên chúc tấm ảnh của chú Tết ngủ ngon, kèm theo lời cầu nguyện khi trưởng thành sẽ thành công như chú. Tim cảm thấy có chút chạnh lòng, anh buồn bã đi lên gác, nằm dài lên giường và lẩm bẩm thời gian đi đâu mất rồi. Đúng lúc đó ông lão phù thủy Luigi đang bon chen chui ra từ thùng đồ chơi hỗn độn, ông đã bị mất một cánh tay. Vừa gặp cậu ông đã tát cho một cái làm mặt cậu quay như đĩa hát vì cái tội dám nhốt ông làm cho nhịp đồng hồ sinh học của ông cũng trở nên bất ổn. Sau khi nghe tin Tim đã có hai cô con gái, ông nhảy múa quay cuồng để chúc mừng nhưng Tim ngăn ông lại và than vãn rằng con gái Tạ Bít Hà đã không còn quấn quýt với mình như trước nữa. Luigi bảo ông có thể quay ngược thời gian để cậu trở về với tuổi thơ. Trong lúc Luigi đang nhảy múa ồn ào thì có âm thanh phát ra từ phòng của Tina. Tim xuống phòng con gái thì hóa ra là âm thanh của những món đồ chơi, trong khi không thấy bóng dáng Tina đâu. Ngay lập tức con bé đứng ở cửa và dọa cha hết hồn. Tim bất ngờ khi con bé không những có thể nói chuyện mà còn cư xử như một người đã trưởng thành. Anh sốc quá bất tỉnh tại chỗ. Con bé còn thay đồ mặc một bộ vest, thì ra Tina là giám đốc của công ty em bé. Công ty đang gặp khó khăn nghiêm trọng nên cần sự phối hợp của chú Ted. Vậy nên cô bé đã tìm kế để gọi Ted tới. Khi chiếc trực thăng vừa đáp xuống thì tiền bay phấp phới xung quanh. Vừa đến nơi, Ted liền hoảng loạn tìm kiếm Tạ Bít Hà vì nghe đồn con bé bị ngã ngựa. Nhưng hóa ra không phải. Con bé còn thơm má chú nó cái chụt khiến Tim đứng hình vì rõ ràng tối qua nó còn chê là trò trẻ con. Sau khi vào bếp, Tim nói cho Ted biết Tina cũng giống như Ted ngày xưa đang vận hành công ty em bé. Năm đó khi mà cậu ta chọn làm em bé bình thường thì cũng đã mất đi ký ức về công ty. Tina nhét ngay cho cha và chú Ted mỗi người một cái ti giả. Ngay sau đó họ xuyên không tới công ty. Trí nhớ của Ted cũng đã khôi phục lại. Ngày bé cậu cũng từng điều hành nơi này. Chính giữa sảnh của tòa nhà là tượng của Ted lúc nhỏ để ghi nhận những công lao của anh lúc trước.
Trước đây Ted cũng là sản phẩm của công ty Em Bé, cậu được gọi là Em Bé Tinh Anh hay Baby Boss aka Nhóc Trùm. Sau đó cậu đã cứu cả công ty rồi trở thành tượng đài của mọi người. Sau này Ted cảm thấy có hứng thú với cuộc sống của người bình thường nên đã vào dây chuyền sản xuất để trở về nhà của team. Khó khăn lần này của công ty là bởi vì có một người giáo sư, ông ta lập ra một chuỗi trường học để huấn luyện sự độc lập cho trẻ em. Tina dẫn họ đến trung tâm theo dõi những mối nguy hiểm đối với trẻ em trên toàn thế giới. Tina bật cho họ xem một đoạn phim quảng cáo. Nội dung của đoạn phim là cho mọi người thấy tương lai của thế giới chính là trẻ em có thể thay thế người lớn làm mọi việc. Nhưng để đạt được điều đó, trẻ em cần tránh xa bố mẹ để tự lập. Tình cờ là Tạ Bích Hà cũng đang theo học ở trường này. Mục đích của ông giáo sư này nhằm huấn luyện con cái độc lập rời xa phụ huynh. Nếu như mặc kệ họ, những đứa trẻ sẽ đều mất đi những ký ức đẹp của tuổi thơ mà chỉ cắm mặt vào học hành. Đây là giáo sư Armstrong, người sáng lập của lớp học độc lập cho trẻ em. Sau khi giải thích nhiệm vụ cho Ted và Tim, Tina đưa cho hai ông bố này một loại sữa bột mới mà công ty mới nghiên cứu thành công. Nó đã được cải thiện bổ sung thêm một số vị cam đào nho chanh cho dễ uống. Sữa này có thể khiến họ quay trở về trạng thái lúc nhỏ. Thuốc này chỉ có tác dụng trong 48 giờ kèm theo một số tác dụng phụ như hay hành động không kiểm soát giống như là một đứa con nít vậy. Ted vừa thử một ít sữa lên tay thì tay của cậu liền teo nhỏ lại. Tin thấy vậy cũng lấy bình sữa uống thử và cơ thể anh bỗng dưng trẻ lại chục tuổi. Ted thấy anh trai mình trẻ đẹp lại thì cũng thèm thuồng nên anh giành lại uống. Sau khi cùng nhau uống hết bình sữa, hai người bỗng hóa thành hai đứa trẻ. Tim và Ted đã trở về dáng vẻ của những đứa trẻ nên đành nói dối Carol là đi du lịch để gắn kết tình anh em. Kỳ tình ra là họ vẫn trốn cùng nhau trong nhà để chờ đến đêm bộ ba cùng ngồi họp để ra kế hoạch cụ thể. Tina với chức vụ boss ra lệnh cho bậc cha chú của nó hợp tác cùng nhau làm nhiệm vụ này. Tina còn đe dọa sẽ nung chảy tượng của Ted nếu anh không chịu làm nhiệm vụ này với Tim. Tina liền đưa cho họ những thiết bị quay và nghe lén dưới dạng chậu cây và con bọ. Nhiệm vụ của họ sẽ đặt những thiết bị này vào phòng của giáo sư. Họ phải đến trường để điều tra âm mưu của giáo sư. Sáng hôm sau Tim lại dậy muộn vì hôm qua quên đặt báo thức. Anh nhìn ra cửa sổ thấy vợ đã đưa con đi học. Xe buýt của trường học cũng đã tới. Anh nhanh chóng gọi thằng em Ted dậy để chuẩn bị đến trường. Hai anh em cuống cuồng chạy xuống chui cả vào ống đổ rác mà vẫn không kịp xe buýt. May mà chú Ted triệu hồi được chú ngựa. Con ngựa này cũng không được bình thường, đường không đi cứ băng vào hàng rào mà tiến. Hệ quả là gây náo loạn cả một khu phố và bị công an đuổi. Con ngựa liền rẽ vào rạp chiếu phim 3D rồi cuốn luôn người coi phim đi cùng, và nhờ đó họ đã đến được trường học sớm một phút. Sau đó Ted dùng tiền để rủ hai đứa con nít vào một lùm cây để lột hết quần áo của chúng. Vì khi đến cổng trường học mới biết các học sinh được phân theo màu sắc của chiếc nơ, màu xanh dương là lớn nhất, còn màu vàng là bé nhất. Trong lúc Ted không để ý thì Tim liền đưa cái nơ màu vàng cho Ted để cậu đi cùng một đám con nít mới cai sữa, còn Tim thì đi theo Tạ Bích Hà để vào lớp màu xanh dương. Vừa vào lớp, Tim đã bị một thằng nhóc bắt nạt mà không làm gì được, cuối cùng Tim phải để cho con gái mình ra tay giúp đỡ. Chuông vào học vừa reo lên thì giáo sư liền xuất hiện. Ông giáo sư bảo Tim giới thiệu tên mình, xém chút nữa thì bị lộ thân phận, may cậu kịp tỉnh táo nói dối. Trong giờ học, giáo sư hỏi cả lớp một câu hỏi, ai cũng giơ tay đòi trả lời. Tim thấy vậy cũng giả vờ giơ tay cho có. Tất nhiên là ông không biết gì rồi, may sao có đứa con thông minh trả lời dùm. Tạ Bích Hà ở lớp là một học sinh ưu tú khiến một người bố như Tim cảm thấy rất tự hào. Nhưng cô bé vẫn có một điểm yếu, đó là không dám đứng hát trước mặt mọi người. Lúc này Tim mới để ý đồng hồ sắp đến giờ hẹn rồi, thế là cậu liền xin ra ngoài đi vệ sinh để có thể lẻn vào phòng giáo sư. Còn bên Ted thì cậu đang chỉ huy những đứa trẻ tiến hành kế hoạch trốn thoát ra lỗ thông gió trên tường. Ted đã dần trở thành trùm của lớp nhỏ. Khi cậu lẻn vào trong phòng làm việc của giáo sư thì ông ta đã ngồi đợi sẵn ở đó. Ông luôn theo dõi Ted và biết rằng Ted là đứa trẻ rất thông minh, thế nên muốn thu nhận Ted về đội của mình. Nhưng Ted không ngờ đây không phải cơ thể thật của ông ấy. Sau đó ông ta nhổ răng giả ra cơ thể bắt đầu được mở, người đi ra cũng có hình dáng như một em bé vậy. Lúc này ông ta mới thú nhận thật ra mình là một đứa con nít 5 tuổi. Bởi vì ông quá thông minh nên đã tự rời khỏi vòng tay bố mẹ. Cuối cùng đã thành lập ra trường học giúp trẻ em rời xa bố mẹ chúng. Ông đang nghiên cứu phát triển một chương trình nào đó và cần sự phối hợp của Ted. Sau khi trở về, Ted nhanh chóng báo cáo tình hình cho Tina rằng ngày mai chính là sinh nhật của giáo sư. Ông ta sẽ công bố chương trình mới trong buổi tiệc sinh nhật. Ted đã có được một thân phận đặc biệt và sẽ tìm cơ hội để đặt thiết bị của cậu vào trong bộ giáp của giáo sư. Như vậy, Tina có thể khống chế ông ta từ xa và khiến giáo sư lộ nguyên hình trên sân khấu. Cô bé Tina là trụ cột của công ty Em Bé. Ngày hôm sau, rất nhiều phụ huynh đến trường theo dõi buổi biểu diễn văn nghệ, trong đó có cả gia đình của Tim. Để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sau bữa ăn, Tim và Tạ Bích Hà vào phòng anh giúp con bé tập bài biểu diễn ngày mai của mình. Cứ tưởng con bé cũng đơn giản ngại ngùng không hát được, ai dè cô bé cũng hát được một cách ngọt ngào. Ted và Tina đang ở trên tầng gác mái. Tina cố gọi lên tập đoàn nhóc nhưng vì Viên đi ngủ nên không ai nghe máy. Lúc này Ted mới đọc được hồ sơ của mình, trong đó là bức thư Tim gửi cho Ted khi còn nhỏ, hứa sẽ mãi là bạn thân. Vừa đúng lúc Tim về thì Ted cũng vừa sửa xong chiếc đồng hồ cho anh. Tim cũng xin lỗi vì lúc trước đã nặng lời với Ted. Lúc này Ted mới thông báo cho mọi người biết giáo sư đang định loại bỏ hết tất cả phụ huynh, nhưng việc này nên để cho tập đoàn nhóc lo.
Tina liền giả vờ như đang nghe điện thoại của tập đoàn nhóc nói là không đủ chứng cứ nên không hành động được. Vậy là ba người bọn họ phải tự mình giải quyết, kế hoạch của họ đơn giản là cố điều khiển bộ đồ của giáo sư và để lộ ra hắn ta là một đứa con nít. Như vậy TA cả mọi người sẽ chụp hình lại đăng lên mạng và cả thế giới sẽ biết được sự thật. Và tất nhiên kế hoạch này sẽ diễn ra sau khi Tạ Bít Hà hát xong. Đến hôm sau buổi biểu diễn bắt đầu, tất cả phụ huynh đều đến xem con mình diễn. Tết đã bỏ thành công con chip điều khiển vào trong bộ đồ của nhóm múa. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Tết mới biết hôm nay chính là ngày giáo sư thực hiện kế hoạch của hắn. Cái ứng dụng thay đổi thế giới hắn nói đã được cài đặt vào trong điện thoại của tất cả phụ huynh rồi. Chỉ cần không thể nào cầm điện thoại lên chụp hoặc quay phim lại thì sẽ bị thôi nhiên và làm theo mọi điều hắn nói. Tết đã biết được kế hoạch nhưng khi tiết mục vừa mới bắt đầu, những phụ huynh lôi chiếc điện thoại ra chụp hình ngày càng nhiều lên. Tina liền tìm ra cách ngăn chuyện này lại bằng việc gạt cầu dao tổng ở sau cánh gà. Vừa gạt xong thì bỗng làn khói ập đến, đến khi khói tan thì Tim và Tết đã bị trói, hóa ra là một cái bẫy. Vậy là hai người lớn giả làm trẻ con bị một thằng trẻ con giả làm người lớn bắt nhốt trong chiếc hộp. Nước bắt đầu dâng lên, hai anh em đều bị nhốt và dần mở lòng với nhau hơn. Tết công nhận Tim là người cha tuyệt vời, còn Tim luôn ngưỡng mộ tài năng của Tết. Lúc này cũng là lúc Tạ Bít Hà lên sân khấu biểu diễn. Cô bé áp dụng cách mà ba mình đã chỉ dạy và trình diễn rất xuất sắc, nhưng cũng vì vậy mà ai cũng đưa điện thoại lên chụp hình và đều bị thôi miên. Tạ Bít Hà thấy thế vội vàng bỏ chạy, nhưng lúc này giáo sư đã xuất hiện và điều khiển mọi người một cách dễ dàng. Hắn liền công khai luôn thân phận con nít của mình mà chẳng còn sợ gì nữa. Tạ Bít Hà tha trốn một góc mà khóc thì Tina xuất hiện giải thích mọi việc rồi cùng chị mình đi cứu thế giới. Tạ Bít Hà liền nghĩ ra đi tắt máy chủ là mọi chuyện được giải quyết. Trong lúc này nước đã dâng lên tận cổ của Tim và Tết. Trong giây phút thập tử nhất sinh, họ chợt nhớ ra con ngựa yêu quý vẫn còn ở trong trường nên họ liền huýt sáo gọi nó tới và con ngựa liền phi như bay tới giải cứu họ. Vừa thoát ra ngoài, họ đã liên lạc được với Tina và kế hoạch tiếp theo là phải làm tất cả mọi người tập trung về cây sồi, nhưng đám ninja lại xuất hiện chặn đường họ. Trong lúc hỗn loạn, Tina nhìn thấy thiết bị phun nước khi có cháy liền nói ba mình gạt chuông báo cháy bên dưới. Lúc này Tim và Tết đã bị đám phụ huynh đè bẹp, nhưng may sao đúng lúc thuốc hóa em bé hết tác dụng, họ liền trở lại thành người lớn nên vùng dậy và chạy đến gạt được chuông báo cháy. Tuy nhiên chỉ có một giọt nước chảy ra, vậy là kế hoạch thất bại. Tất cả phụ huynh trên thế giới đều bị thôi miên và điều khiển, hắn ta hạnh phúc và ăn mừng. Tina nhanh chóng tóm được tên giáo sư, nhưng Tạ Bít Hà lại bị văng ra xa, may sao Tim đã kịp thời cứu được. Lúc này toàn bộ phụ huynh trên thế giới đều quay trở lại bình thường vì máy chủ bị lỗi. Giáo sư cũng nhận ra rằng tuổi thơ có thể đi qua nhưng gia đình thì còn mãi. Đó là nơi con người yêu thương lấy nhau chứ không phải kiểm soát nhau. Sau đó cả nhà Tim quây quần bên nhau đón một Giáng sinh đầm ấm và an lành. Giáo sư cũng trở về nhà và cảm nhận được tình yêu của ba mẹ và giá trị của gia đình. Trong nhóc chùm hai, thông điệp về tình thân một lần nữa được khơi dậy. Cuộc sống khác biệt giữa Tim và Tết nói lên lựa chọn của mỗi con người, như thế nào là định nghĩa hạnh phúc. Bên cạnh đó còn là bài học về cách giáo dục con trẻ, làm sao để khuyến khích các em nhỏ cân bằng giữa tuổi thơ vô lo và chuyện học hành. Thông qua các nhân vật baby trong phim được xây dựng một cách khéo léo, vừa đáng yêu lại còn tinh nghịch và lém lỉnh, hài hước, thông minh, bộ phim giáo dục con chúng ta về tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn.